Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Khi mà sang giữa tháng 8 này, chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này đang có giá cả như nào, tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chiếc cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ cũng chuyên về giá xe, tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép đi vào chi tiết ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá biết của chiếc xe này đang là 542 triệu Sáng giữa 8 này đại lý trung em động bán với giá đang là 505 triệu ạ Ngoài ra tặng thêm cho anh em là một năm bảo hiểm thân vỏ em nhé Và tặng thêm cho em nữa đó chính là một bộ phụ kiện ở đây ạ Vậy thì chiếc xe Vinh Sen số tự động bản đặc biệt này Lái đội đang là 560 triệu ạ còn tỉnh thì là 555 triệu Tỉnh A Tuấn Trâm thì là 540 triệu Và ở Thế Minh thì là 554 triệu ạ Còn đối trả góp anh em chỉ bỏ ra với giá đang là 162 triệu thôi ạ Tỉnh thì là 137 triệu Tỉnh A Tuấn thì 142 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 156 triệu ạ còn giá tốt hơn hay một khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giờ đây sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá đó là phần giá xe và tổng đồng bánh ạ ok tiếp theo thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4 m 440 rộng là 1 m 729 ạ còn cao là 1 m 470 còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m60 ạ và khoảng sáng gầm xe đó chính là 16 cm em nhá. Tổng thể của chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Giới thiệu cho về phần đầu xe, đầu xe của chiếc xe Honda xe này thì nó được dập nổi khá là nhiều, giúp cho phần đầu xe nó cảm giác được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. Và nổi bật về phần đầu xe thì có mặt lưới cơ lăng rất là to bản, thiết kế rất là to bản em nhá, được viền xung quanh đường mạ chrome đấy ạ. Đó. Về mặt uh, cản trước của chiếc xe này thì thiết kế nó cũng nổi khá là nhiều nha. Và cụm đèn phía trước của chiếc xe Vina số tự động bản đặc bia này nó sử dụng là đèn uh, bi halogen đấy ạ. Nó không phải sử dụng đèn đèn nét đâu nhá Theo em thì chiếc xe này lên sử dụng đèn nét thì nó rất tuyệt vời. Nhưng mà rất tiếc nó vẫn sử dụng đèn, đèn bi halogen ạ. Đèn halogen thì nó sẽ ra cho ánh sáng là ánh sáng màu màu đỏ đấy ạ. Về đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn uh, đèn halogen nhá đèn projector đấy ạ ngoài ra thì nó sẽ có dài đèn led ban ngày rất là dài giúp cho chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn lịch lãm hơn và tinh tế hơn ạ về phần sườn xe của chiếc xe này thì nó không phải dập nổi quá nhiều đâu thiết kế nó rất là nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ còn về phần bánh xe bánh xe của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm ạ vành nó là vành 16 inch đấy ạ các tính an toàn về phần bánh xe này là nó sẽ là hệ thống phanh ABS này phân bố được phanh điện tử LD hỗ trợ phanh cần cấp BI nó sẽ không có cảm xúc đốt ạ. vành nó vành 5 chấu nhé 5 chấu màu xám đấy ạ thiết kế này theo anh giá nó khá là cục mịch về sườn xe chiếc xe này thì nó không có thanh nhập chrome nữa ạ về gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhá thích hợp trên đấy sẽ là có xi nha trên gương bằng đèn led ạ nó sẽ có chỉnh điện gập điện cùng gương tự động điều chỉnh mũ mặt gương ạ và ngoài ra nó tích hợp thêm là có sấy nhé Còn về chân kính của chiếc xe này Chân kính phía dưới thì nó sẽ có thanh nẹp chrome Rất là dài Giúp cho chiếc xe cảm giác được trường xe hơn Dài xe hơn ạ đó. Còn về tay lắm cửa Tay lắm cửa của chiếc xe này là tay lắm cửa mạ chrome Cho cả bốn cánh cửa Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm Đó chính là có chìa khóa thông minh đấy ạ về trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần có cửa rồi trời cho hàng ghế đầu tiên nhé anten là sử dụng là anten vây cả đèn và phanh trên cao rồi đấy ạ còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe đuôi xe của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó cũng được dập nổi thì cũng không phải quá nhiều đâu nó khá là nhẹ nhàng khá là uyển chuyển không và rất tinh tế nhé về cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn halogen đấy ạ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe thiết kế nó khá là sắc sảo và tinh tế ạ các tính an toàn về phần đuôi xe của nó sẽ là có cảm biến lùi, bốn mắt và camera lùi ạ. Quay cho em về phần cản sau này. Cản sau của chiếc xe này thì nó sẽ bằng ốp nhựa này, có thanh nẹp chrome, khá là nhỏ thôi nhưng mà rất là dài. Và phía dưới thì nó có cánh hướng gió phía dưới em nhé. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô đơn, bô dấu phía dưới đấy ạ. Giờ sẽ quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần uh, mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản nội miền này. Ở trong đô thị thì đang là 8 lít 52 ạ. Ngoài đô thị thì đang là 4 lít 86. Kết hợp trung bình chỉ còn là 6 lít 2 thôi ạ. Cho động cơ 1.4 nhá. Ok giờ sang phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng không gian nội thất là màu màu be kết về với cả màu đen ạ. Đấy, tạo ra không gian nội thất rất là sang trọng, lịch lãm và rất là rộng rãi nhé. Rất là rộng đấy ạ. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da được chỉnh cơ 6 hướng ạ. Đây, bên trong này, của chiếc xe này. Nó rất là đầy đủ về từng thông tin về chiếc xe. Và tiết tiện nghi nó rất là nhiều em nhé ghế chiếc xe này thì ngồi rất ôm ghế đấy ạ. Ngồi rất ôm ghế và ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Còn về bên cánh cửa của chiếc xe này nó không ra là màu be kết với màu đen ạ. Có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính ạ, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. Chiếc xe này thì nó sẽ không có nhiều ghế đâu nhé. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này giống như cái đầu tiên nhé. Ghế da màu be. Ngồi rất rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Nhưng hàng ghế thứ hai trên xe này rất là tiếc nó sẽ không thể gập ghế được ạ. Giống như phiên bản trước ạ. Cố định luôn đấy ạ. Tích hợp thêm hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhé. Giới thiệu cho về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ. Được bọc da sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control đó chính là ga tự động đấy ạ về túi khí bạn này nó sử dụng là sáu túi khí nhá về bảng lô tắp chiếc xe này nó sử dụng là bảng lô uh, uh, digital đấy ạ đó. về tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần màn hình uh, giải trí á màn hình nó sẽ màn hình cảm ứng tám uh, 8 inch ạ có cái lối bluetooth cái lối cable cable play và auto android ạ ngoài ra thì nó, nó sẽ là có hệ thống dẫn đường định vị trí đường anh em nhé đấy, có cả map đấy ạ hệ thống điều hòa trên xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động đấy ạ còn đây bên ghế phụ này không gian là màu be này cấp với màu đen này các cửa gió điều hòa được viền xung quanh mạ chrome ạ về phần hộp số hộp số của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp đấy ạ cần số thẳng ạ Phanh thì phanh tay chiếc xe này nó sử dụng phanh cơ ạ. Đây, quay cho anh em về tổng quan về hàng đầu tiên này, thiết kế rất tuyệt vời nhá. Nó sẽ có bệ từ tay trung tâm được bọc ra rồi đấy ạ. Cửa gió cho hàng thứ hai ạ. Về động cơ chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.4 Kappa. Nó vẫn sử dụng động cơ cũ em nhá. Với công suất cực đại nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng/phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng/phút ạ. Còn dung tích mình hiểu chiếc xe này là đang là 45 lít nhé. Về các tính an toàn của chiếc xe Hyundai Accent, số tự động bản đặc biệt này, nó sẽ có như sau, có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng để tử xe, hỗ trợ hiển dốc ạ. Về nó cả cruise control đó trên là ga tự động đấy ạ. Ngoài ra thì chiếc xe này thì nó sẽ là có hệ thống chống trộm mà hóa động cơ nhầm nhá. Và wow, ngoài ra gương trông chói tự động này Hệ thống ổn định ông trượt thân xe này Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm kiểm soát được kéo em nhé Túi khí bạn này nó sử dụng là 6 túi khí đấy ạ Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sử dụng là màu uh, Có các màu như màu trắng mình đang xem ạ Màu đỏ, màu uh, màu đen, màu bạc, màu vàng cát và màu ghi vàng ạ. Tổng sẽ có 6 màu nhé Ok vậy sau này em đã giới thiệu cho về phần giá xe ạ tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes số tự động bản đặc biệt rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe tôi mỗi dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe ở thị trường Nam để cho anh em xem lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe tư giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. À. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ.